Ngày 26 tháng 10, chính quyền xóm Đô Thành và huyện Yên Thành, Nghệ An vẫn đang kế tiếp thu thập thông tin, xác minh những gia đình nghi ngại có con là nạn nhân trong vụ 39 người tử vong vừa được phát hiện tại Anh. Từ lúc nghe tin vụ việc và nghi ngại Nguyễn Đình Tứ, 26 tuổi, trú xóm Phú Xuân, Đô Thành, là một trong số những nạn nhân trên, rất đông người thân, hàng xóm láng giềng tập trung về đây để động viên gia đình Tứ. Ngồi trong căn nhà nhỏ, ông Nguyễn Đình Sắc bố anh Tứ, xót xa kể lại, tháng 3 năm 2019, Tứ đi xuất khẩu công quân lịch sử Rumani. Do việc không ổn định nên vài tháng sau, Tứ quyết định vượt biên trái phép lịch sử Đức để đi tìm công việc mới. Người thân tập trung tại gia đình ông Sắc để động viên gia đình và nghe ngóng thông tin sau vụ việc vừa qua. Mới đây, thấy công việc không ổn nên Tứ lại gọi về cho gia đình báo sẽ tìm đường lịch sử anh đi làm. Trước lúc đi, Tứ gọi về cho gia đình thông báo. Khi đến nước Pháp sẵn sàng lịch sử anh, Tứ cũng gọi điện về. Nhưng từ đó thì không còn liên lạc được nữa. Tứ gọi điện về thông báo tình hình cho phi tần biết đang ở Pháp sẵn sàng qua Anh. Tứ hỏi thăm sức khỏe và báo gia đình sẵn sàng tiền để nộp vì sắp lên đường lịch sử Anh, ông tá chú ruột của Tứ nói. Ngay sau khi nghe thông tin 39 người được phát hiện đã chết trong container khi đang trên đường vượt biên lịch sử Anh, gia đình ông Sắc nghi ngại Tứ là một trong số đó. Gia đình sau đó đã liên lạc với người bố phi tần của Tứ đang làm việc tại Anh để xem nhận dạng. Trường hợp em Nguyễn Tờ N. 20 tuổi, trú tại xóm Đô Thành, cũng bị mất liên lạc với gia đình khi đang trên đường lịch sử Anh. Gia đình nghi ngại N. là một trong những nạn nhân trên. Qua xem hình ảnh và hình xăm ở cánh tay của Tứ, người bố phi tần nhận định đúng mực một trong số nạn nhân đã tử vong đó là Tứ. Chồng của tôi đang làm việc ở Anh đã nhờ người đem đến nhận dạng và báo về đúng mực Tứ là một trong số 39 người bắt gặp nạn. Trước khi Tứ bàn với gia đình vượt biên lịch sử Anh làm việc, người thân đã can ngăn nhưng không được. Giờ không còn kỳ vọng nào nữa rồi, bà Phạm Thị Phú, mẹ phi tần anh Tứ cho hay. Sau khi người bố phi tần gọi điện về thông báo xác nhận đúng là Tứ đã chết trong số 39 người kia, gia đình ông Sắc đã lập bàn thờ tạm để thờ vọng con. Hiện gia đình ông Sắc cũng đã làm các giấy tờ cần thiết gửi lịch sử Anh để người thân lo các thủ tục nhận dạng và chờ ngày đưa thi thể con về nhà. Cách đó không xa là nhà của anh Lê Văn Nguyện, 30 tuổi. Anh Nguyện cũng đi lịch sử Anh và mất liên lạc mấy ngày nay nên gia đình nghi ngại Nguyện cũng là một trong số 39 nạn nhân vừa chết ở Anh. Ông Lê Minh Tuân bố anh Nguyện kể lại, 3 tháng trước Nguyện vào thành phố Hồ Chí Minh để sẵn sàng lịch sử Đức làm việc như dự tính. Do việc lịch sử Đức không thuận tiện nên Nguyện đã chuyển kế hoạch đi lịch sử Anh làm việc. Nhiều tháng trời di chuyển qua nhiều nước, Nguyện nhiều khi mới liên lạc được về cho gia đình báo tin. Ông Tuân ngồi thẫn thờ chờ tin con. Ông Tuân vẫn mong một phép màu sẽ đến với gia đình mình và với con trai. Mấy ngày trước, anh Nguyện gọi laptop về thông báo với gia đình đang sẵn sàng từ Pháp lịch sử Anh. Sau lần đó, gia đình đã mất liên lạc với anh Nguyện nghi ngờ con là nạn nhân trong số 39 người kia nhưng gia đình ông Tuân vẫn chưa tin đó là sự thật và vẫn mong có một phép màu đến với gia đình mình. Cháu nó tự tìm mối để đi lịch sử nước ngoài nên gia đình không biết. Khi nó sẵn sàng nộp tiền thì báo về cho gia đình để nộp. Nên giờ nghe tin như vậy, gia đình hoang mang và cũng không biết gọi hỏi ai để xác minh. Chỉ mong con đang lưu lạc ở nơi nào đó chưa liên lạc được về với gia đình thôi, ông Tuân nghẹn ngào. Ngoài hai trường hợp trên, ở xóm Đô Thành còn một trường hợp là em Nguyễn Tờ N. 18 tuổi, hiện cũng đang mất liên lạc với gia đình khi trên đường lịch sử Anh. Nhiều người thân cũng đã đăng tải hình ảnh của N lên để nhờ một số người thân quen tìm kiếm tung tích.